Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Sáng ra lúc 7:30 tại Tây Nguyên, đang đứng cạnh những cái chậu hoa lan thì em tranh thủ chia sẻ cái nội dung làm sao để chăm sóc một cây hoa lan nó sai hoa, bền, màu sắc đẹp và khuôn bông nó chuẩn để chúng ta cùng chơi các bác nhé. Đến mùa hoa lan thì rất nhiều những cái câu hỏi đặt ra. Đó là vì sao mà chăm sóc những cái cây hoa ra nụ nhưng mà nụ hỏng, rồi là hoa không bền, khuôn méo mó, nhìn bông hoa nó không có tròn trịa và đẹp. Thông thường em nhận ra là chúng ta mới chỉ có nắm bắt được những cái khâu về vấn đề chăm sóc để cây lan nó phát triển thôi, chứ chưa tập trung vào cái nội dung đó là để làm sao cho bông hoa nó ra được đẹp nhất và không bị hỏng. Tại vì hai cái nội dung này là hoàn toàn khác nhau, nó độc lập các bác ạ. Đôi khi chúng ta chăm sóc cái cây lan nó rất là mập, khỏe nhưng mà chưa hẳn hoa đã đẹp. Để mà có một bông hoa nó nở đẹp thì chúng ta phải cần những cái yếu tố nó rất là riêng. Đó là những cái thành phần, những cái chất, cơ chế chăm sóc để làm sao cho khi mà bông nó ra hoa thì đầu tiên là khuôn cánh nó đảm bảo. Vấn đề thứ hai, độ bền của bông hoa. Và vấn đề thứ ba là màu sắc. Màu sắc nó phải đảm bảo được các cái gam màu. Thì từ đấy chúng ta mới có được những cái sự trải nghiệm ngắm nhìn cái bông hoa nó với hoàn hảo hơn được. Thì trong cái nội dung ngày hôm nay thì em sẽ nói đề cập những cái yếu tố nào ảnh hưởng đến cái bông hoa các bác nhé. Đây là một cây sơn thủy tiên. Nếu bác nào theo dõi ở trên Facebook của em thì thấy rằng là em quay từ ngày mùng 1 tháng 4 và hôm nay đã là ngày mùng 9 tháng 4 rồi. Thông thường anh em mới nói là sơn thủy tiên hoặc hồng lạp thì thời gian nở chỉ tầm 1 tuần là tàn, rất là nhanh tàn. Và đây chúng ta thấy 9 ngày rồi nhưng mà bông hoa nó vẫn cứng cáp, vẫn đẹp như vậy. Cái này thì thường nó sẽ là 2 tuần các bác nhé. Thông thường hoa sẽ chơi được 2 tuần. Và với những cây chơi hoa mà tầm 2 đến 3 đến 4 tuần là những cái cây mà chúng ta đã xác định là chơi rất là ok rồi. Có thể nói đến mùa của hoa lan thì chúng ta sẽ là mùa mà chúng ta trông đợi nhiều nhất các bác ạ. Bởi vì khi những cái bông hoa nở ra, đó là cái thời điểm mà cái cảm xúc của những người chơi lan sẽ được cảm nhận được cái hương, cái sắc, sự phong phú khác biệt của những cái nhành hoa. Rất là phong phú luôn các bác ạ. Như em chơi lan thì em sẽ không tập trung vào một loại nào cả. Có thể là tập trung để mang tính chất là dài hơi, phát triển, kết hợp kinh doanh. Nhưng mà có những cái loại lan nó không nằm trong thân mục kinh doanh nhưng mà mình vẫn chơi. Bởi vì nó rất là đẹp. Các bác đang nhìn thấy một nhành kiều vuông, hoa rất là ok. Kiều vuông này thì có thể anh em nói là hoa sẽ rất là nhanh tàn, nhưng mà em chơi hoa thì nó phải trên một tuần hết các bác ạ. Vậy thì yếu tố nào làm cho cây lan đầu tiên là nó đảm bảo được các yếu tố để ra hoa? Đó là những cái chậu lan mà trưởng thành từ 2 đến 3 năm. Vấn đề thứ hai là cây nó phải lực các bác ạ, là hai cái yếu tố đầu tiên. Và yếu tố thứ ba nữa, đó là nó ra đúng mùa hoa của nó, chứ nó không phải là cái vấn đề là chúng ta sử dụng những cái thuốc kích thích để chúng ta kích thích cho nó ra hoa. Bởi vì khi mà chúng ta kích thích thì đồng nghĩa vấn đề là hoa trái mùa, hoặc nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng của bông hoa. Vì khi bông hoa nó ra, nó có mùa của nó, thì cái yếu tố về khí hậu nó quyết định. Trong khi đó thì chúng ta đang làm thay đổi những yếu tố dẫn đến là bông hoa nó không còn được những cái sự thuận lợi, những cái cần để ra được một bông hoa đẹp. Thì chúng ta thấy ba cái yếu tố em mới đề cập đến nó ảnh hưởng đến bông hoa rất là nhiều các bác nhé. Ngoài những cái yếu tố về sự thuận lợi mà em mới nói ra, đó là cái điều kiện đấy các bác, thì một yếu tố nữa đó là tính chất và giống của cái mặt hoa đó. Đó là khi một bông hoa mà có cái cấu trúc, cái chất liệu nó cứng cáp, nó dày dặn thì bông hoa nó sẽ lâu tàn hơn. Chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình đây chỉ là một cây long tu thôi đúng không ạ? Nhưng mà cái chất liệu bông này thì cũng một tuần rồi. Đây, chất liệu rất là cứng luôn. Nó rất là cứng giống như nhựa đó các bác. Cái cánh của nó rất là dày các bác này. Một bông long tu nở tầm một tuần rồi. Chất liệu cánh rất là dày. Hoa khá là đẹp. Và chúng ta thấy được nó có cái sự tròn trịa, cứng cáp thì nó sẽ lâu tàn. Còn bên cạnh đây là một vòi hoa kiều tím của Thanh Hóa. Chúng ta nhìn thấy cái chất liệu cánh rất là mỏng đúng không ạ? Thì với những cái bông hoa mà chất liệu cánh mỏng này thì cái độ bền nó sẽ không được lâu các bác nhé. Nó chỉ tầm được 5 đến 7 ngày thôi. Nó không được bền. Như vậy là cái giống lan có cái tính chất mà cánh nó dày, nó cứng cáp thì thường
là hoa sẽ bền hơn các bác ạ. Nhưng mà chúng ta thấy dù đóa bông hoa nó nở không được bền nhưng nó vẫn để lại những cái ấn tượng tạo sự phong phú. Đây là kiều tím Thanh Hóa các bác. Năm nay thì nó không được tím nhiều lắm và em đang quay ngược sáng. Sáng ra bây giờ mới là 7 giờ 30 thì quay ngược sáng lên hướng đông thì nắng nó chiếu vào làm cho bông hoa nó mất đi cái độ tím đậm hơn, nó sẽ trở thành cái độ nhạt nhạt, phớt hồng hồng đấy các bác. Thì yếu tố tiếp theo mà chúng ta thấy đó là phụ thuộc vào giống lan, có nghĩa là cái chất liệu của cánh nếu cứng cáp, dày thì hoa sẽ bền hơn. Tiếp theo sẽ là bước chăm sóc các bác ạ. Để có được một cây mà mật độ nụ nhiều dẫn đến hoa nhiều và nụ tròn trịa đẹp, bông hoa khỏe, bay, đảm bảo các yếu tố về màu sắc thì như em nói ban đầu đó là cây phải đạt là cây trưởng thành, khỏe thì nó mới thuận lợi để cho hoa đẹp được. Nhưng đây mới chỉ là điều kiện cần thôi các bác nhé, chứ không phải là đủ được. Bởi một cái cây trưởng thành nhiều khi chúng ta nở ra những cái bông hoa nó vẫn xấu, nó vẫn bị lỗi, vẫn bị rụng lá rất là nhiều. Bởi vì sao lại vậy? Bởi vì chúng ta chưa hiểu được cái cơ chế chăm sóc. Và khi cái cây nó ra hoa thì nó yêu cầu những cái dưỡng chất gì, nó cần những cái yếu tố ngoại cảnh gì, thì ở đây em sẽ chia sẻ với các bác cùng nắm được. Đầu tiên đó là cái cơ chế chăm sóc về phân. Khi mà giai đoạn cây thắt ngọn, em ví dụ là phi điệp đúng không ạ, cây thắt ngọn, chớm thắt ngọn thôi chứ chưa phải là đi vào mùa nghỉ của nó các bác nhé, nó chỉ chớm thắt ngọn thôi, thì chúng ta cần phải bổ trợ lân và kali là hai cái yếu tố để giúp cho cây nó sẽ hấp thụ cái dưỡng chất này trước khi nó đi vào mùa nghỉ. Có nghĩa là khi mà chúng ta bổ trợ phân thì phải bổ trợ trước cái giai đoạn mùa nghỉ của nó, có nghĩa là nó chưa hình thành nụ hoa, vòi hoa thì chúng ta sẽ bổ trợ, chứ không phải khi hình thành rồi thì chúng ta mới phun vào, thì nó rất là dễ dẫn đến tình trạng gì ạ? Nó bị cháy nụ, hỏng nụ, vàng nụ và rụng. Vì sao lại thế? Chúng ta cũng biết đối với cây phi điệp thì kể cả như các bác có cắt cành đi, em lấy một chậu rất là lực, ví dụ như chậu này, chúng ta có cắt cái cành này đi, nó đang nụ thì hoa vẫn nở bình thường. Bởi vì sao lại vậy? Bởi vì cái phần dưỡng chất nó sẽ nằm hết ở trong cái thân này, nằm hết trong xuyên suốt trong cái thân này luôn. Cái giai đoạn từ đầu năm hình thành mầm cho đến khi thắt ngọn xuống lá vào mùa nghỉ là giai đoạn cây đã lấy dưỡng chất, những gì cần trước khi mùa hoa nó đã lấy đầy đủ rồi. Thì khi mà thắt ngọn vào mùa nghỉ thì nó ngừng cái quá trình trao đổi và nó chờ cái mùa hoa của nó. Như vậy khi chúng ta cần hỗ trợ gì tốt cho nụ thì chúng ta phải xác định là bổ trợ trước cái thời điểm cây nghỉ. Các bác lưu ý về điều này nhé, tránh những cái trường hợp giờ này mới, ví dụ như mới hình thành những cái nụ nhỏ như thế này mà chúng ta phun phân vào rất dễ bị cháy những cái nụ này, bởi vì phân thường là sẽ có đạm thì nó sẽ làm dễ cháy, hoặc là những cái chất mang tính chất là sinh trưởng, có nghĩa là hỗ trợ cho mầm phát triển thì nó lại không phù hợp với sự hình thành phát triển của nụ hoa, mà chúng ta bây giờ lại phun B1 là kích thích và điều hòa sinh trưởng vào cái nụ hoa thì nó cũng sẽ vàng và hỏng thôi. Cho nên chú ý về cái phần phân là chúng ta bổ trợ là bổ trợ trước mùa nghỉ và tập trung vào lân và kali các bác nhé. Như em trước em có giới thiệu về những cái loại phân bón lá, ví dụ như là 6-30-30, có nghĩa là nó giảm đạm, tăng lân và kali lên để cho cây nó lấy cái dưỡng chất nó tích hợp vào trong cái thân này. Còn nhiều khi các bác nói rằng là cây rất là sung, rất là xanh, rất là tươi, thân rất là to nhưng sao không ra hoa mà toàn ra ki. Dù để ở cái nơi mà ánh sáng rất là cao bổ trợ cho hoa nhưng mà vẫn ra ki, bởi vì trong thân tập trung vào hàm lượng đạm nhiều quá, có nghĩa là mang tính chất sinh trưởng cho nên là nó sẽ ra ki nhiều hơn. Yếu tố tiếp theo sẽ là ánh sáng các bác nhé. Ánh sáng thì nếu như mà có nắng thì bông hoa nó sẽ rực rỡ, phát triển nhanh và đẹp hơn. Chúng ta chú ý một điều theo vùng miền, những cái vùng miền nào mà vào mùa hoa mà có nắng đều ổn định thì hoa nó sẽ căng và bay. Nếu như hoa nở ngày nào mà không có nắng, trời âm u thì cánh của nó sẽ có cái độ cụp, nó không thể nào đạt được cái độ bay của bông hoa. Bông hoa này rất là bay này các bác. Cái hoa này cũng khá là lâu rồi đó. Cái bông này thì mới nở nhưng mà suối hoa này nó sẽ nở từ đây dần dần lên đến đây. Thì đây là mới chớm nở sáng nay nhưng mà ở đến đây
Đó, nó đã nở dần dần đến gần một tuần rồi. Thì chúng ta thấy một điều đó liên quan đến ánh sáng. Bông hoa nó thời gian nghỉ và thời gian là thức, có nghĩa là thường là từ 10 giờ cho đến trưa là bông hoa căng cánh đẹp nhất, đó là thời khắc đẹp nhất của bông hoa trong ngày. Còn đêm chiều lại thì cánh nó sẽ cụp như thế này. Đó, tại vì em đang quay giờ này là giờ sáng, giờ này có lẽ là cũng tầm 8 giờ sáng rồi, thì bông hoa nó sẽ chưa có bay, nó sẽ cụp cụp vầy rồi các bác. Đó, nhưng mà chúng ta thấy không ạ, ánh sáng rất là quan trọng. Nếu như cây đang hình thành nụ như thế này thì chúng ta nên để ở cái nơi mà có ánh sáng, nắng là tốt nhất. Nhưng có một cái nghịch lý, đó là gì ạ? Khi mà chúng ta để ở nơi nắng thì nó kèm với nóng, thì chúng ta phải làm sao đó vừa đạt được cái chuẩn nắng nhưng không nóng. Đó là cái quá trình mà chúng ta phải làm thiết kế những cái giàn lan, nó đảm bảo là các yếu tố về gió, độ thoáng, mái che, những cái yếu tố mà liên quan đến nó giảm cái cường độ nắng để cho cây nó đạt được yêu cầu về nắng. Và em mới nói là nắng kèm nóng, đó là điều chắc chắn rồi. Và đến giai đoạn này thì những cái nụ hoa này nó lại rất cần nước luôn các bác ạ, cực kỳ cần nước. Cho nên chúng ta lưu ý một điều là phải thực hiện là tưới rất là đậm, tưới đều cả thân, nụ và mầm, toàn bộ chậu luôn. Rất cần nước luôn các bác nhé. Có thể ngày tưới 2 lần, ít nhất là 1 đến 2 lần. Và đảm bảo được là để ở cái khu vực nó có nắng thì nụ nó phát triển rất là nhanh và đẹp. Như vậy thì vừa rồi em đã chia sẻ cho các bác những cái vấn đề gọi là cơ bản nhất của việc thứ nhất là chúng ta chăm sóc làm sao cho cái cây lan nó đạt được tất cả những cái yếu tố để từ đó có được những cái bông hoa đẹp, bền, màu sắc rỡ. Nó sẽ xuất phát từ cái tính chất của cây, nó sẽ xuất phát từ điều kiện cơ bản của cây, đó là những cái cây trưởng thành lực, và nó xuất phát từ cái khí hậu ở khu vực, rồi là điều kiện chăm sóc, thì từ đấy nó mới có được những cái bông hoa, những cái suối hoa tròn trịa, căng cánh và đẹp các bác ạ. Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Just two hearts running wild. Never
Rồi em xin phép kết thúc video ở đây. Nếu các bác cảm thấy video hữu ích, có thể like, chia sẻ để nhiều bác cùng nắm được thông tin này. Em xin chân thành cảm ơn và chúc đại gia đình thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Hẹn gặp lại các bác ở video sau.